hiểu rõ về kem chống nắng Boss Đại Thắng với khi hàng mùa hè. Kem chống nắng luôn góp mặt trong bộ sưu tập khi hàng mùa hè của Boss Mỹ Phẩm. Đây là mã hàng trung tâm của hệ sinh thái sản phẩm ở thời điểm này. Kinh doanh kem chống nắng hứa hẹn mang lại doanh thu hấp dẫn cho hệ thống mỹ phẩm. Muốn kinh doanh thành công khi hàng kem chống nắng cần khai thác đa khía cạnh của sản phẩm. Boss nên nắm vững kiến thức trong sản xuất kem chống nắng nhằm phát triển khi hàng mang nét riêng biệt, sẵn sàng chinh phục người tiêu dùng. Gia công mỹ phẩm Hồng Trúc mách Boss những kiến thức về kem chống nắng, hỗ trợ Boss đại thắng với khi hàng mùa hè. Muốn kinh doanh thành công khi hàng kem chống nắng cần phải lưu ý hai chỉ số SPF và PA. SPF đo lường mức độ chống UVB, chỉ số càng cao thì thời gian bảo vệ làn da dưới ánh nắng càng lâu. Mỗi SPF bảo vệ da được khoảng 10 phút. PA đại diện cho khả năng chống tia UVA. Ba mức độ PA phổ biến: PA cộng, PA 2 cộng, PA 3 cộng tương ứng với chống tia UVA yếu 4 tiếng, vừa 8 tiếng và mạnh 12 tiếng. Hoạt chất trong bảng thành phần của kem chống nắng là yếu tố Boss mỹ phẩm không thể lơ là, nên chọn những hoạt chất chống nắng có chiết xuất từ thiên nhiên phù hợp với mọi làn da và tránh tình trạng kích ứng trên nền da nhạy cảm. Có thể mix and match những hoạt chất có chức năng cấp ẩm, dịu da, nâng tông, kiềm dầu, đem đến nền kem hoàn hảo với chất lượng bảo vệ chăm sóc làn da vượt trội. Xu hướng kem chống nắng mới nhất ảnh hưởng mạnh mẽ đến sức mua của người tiêu dùng. Bên cạnh đó, mùa hè là thời điểm lý tưởng để debut mã hàng kem chống nắng. Liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được thông tin chi tiết của sản phẩm và dịch vụ.